Xin chào, Minh Sù xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị đã cùng đến với chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Quý vị thân mến, đúng khung giờ quen thuộc này, đó chính là 19 giờ 15 phút ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 thì Minh Sù lại có cơ hội gặp gỡ với 4 khách mời mới, được gặp gỡ tất cả quý vị khán giả trong một sân chơi đầy bí ẩn. Và để xem cao thủ tuần này là ai, 10 triệu đồng tiền thưởng, giải thưởng này sẽ thuộc về ai? Trước tiên, hãy cùng nhau gặp gỡ 4 vị khách mời tuần này. Xin mời. Quý vị thân mến, đầu tiên xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người một cô nàng diễn viên rất trẻ trung, xinh đẹp, diễn viên Hồ Bích Trâm. Và người thứ hai xin được giới thiệu, ca sĩ Triệu Lão. Nhân vật thứ ba là một cô gái hát cải lương cực kỳ ngọt ngào và quyến rũ. Và xin được giới thiệu, nghệ sĩ cải lương Như Huỳnh. Và cuối cùng, một chàng trai MC lịch lãm, duyên dáng, đẹp trai, đẹp rồi cuốn hút. Và đó là Vũ Mạnh Cường. Vũ Mạnh Cường. Mặc đồ gì đâu mà như đi ăn đám cưới. Trời ơi em ơi, hồi nãy anh Cường bước vô em tưởng hôm nay anh Cường dẫn chương trình Truy Tìm Cao Thủ chứ không phải anh. Thì bởi vì rồi đó, tính là làm MC của chương trình này luôn mà không, nhưng mà tự nhiên cái hợp với Huỳnh quá. Dạ, đúng không? Ơi, chính vì vậy em cảm thấy em không bị lạc loài. Nhưng mà Huỳnh ơi, thiệt sự là đến với chương trình ngày hôm nay đó rất là khao khát nghe được câu cải lương mà xuống xề của em cái coi cho nó hấp dẫn nè, đúng không? Vô chị hát đi, tới em chị lẹ lẹ. Ừ. Em khác lắm rồi. Hát nha Huỳnh. Huỳnh dạ. Em hát xong cái em quăng qua cho Trâm liền. Ok rồi. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang, con sông nhỏ chốn quê xưa, em dò dò mong chờ. Chậm lên. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường. Không xa cơ thiệt nha. Thôi được rồi, bây giờ cái lớp trẻ mà Trâm là không gỡ gạt được thì Lộc nè, mời anh nè. Anh sẽ hát bài Oslimio nha. Ok ok. Ok. Oslimio, stai fronte te, stai fronte te. Nè, anh Cường nè. Càng cầu thôi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Đó. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rõ vậy thôi. Hay. Trời ơi, mới gì đám cưới về. Ba anh chị ở lại chơi nha, em đi về. Không không, em phải làm một cái nốt này. Tại vì thiếu nốt này cái bức tranh nó không có đủ màu sắc, em hiểu không? Như trên tay của Minh Sù không thể thiếu một trong ba cái phong bì quan trọng ngoài cao thủ biết tuốt được nha. Cao thủ, đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa ba người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong ba người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ, chuyên gia dịch chuyển. Khi bắt đầu cuộc chơi, chuyên gia dịch chuyển sẽ chọn một người chơi bất kỳ trong số ba người chơi còn lại. Nếu người chơi này bị loại, thì người dịch chuyển sẽ được hưởng toàn bộ số điểm của người chơi đó. Số điểm của hai người chơi còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Phong tỏa. Khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại, mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, ba nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Bây giờ mình trộn lên đều thật đều luôn, yeah. Tại vì Minh Sù nghĩ rằng là cái này là ngẫu nhiên thôi. Rồi phát luôn nha. Yeah. Chúng ta sẽ tự coi phong bì chúng ta vừa bốc thăm quyền năng của mình là gì. Nhưng lưu ý, khi biết rồi, không lộ thân phận. Rồi, từng người một coi nha. Bây giờ Trâm coi trước, những người còn lại coi nét diễn của Trâm. Cảm ơn Trâm. Mời anh Triệu Lộc. Hôm nay quên đeo mắt kính, không biết có đọc rõ hơn. Không có gì hết. Không có gì hết. Rồi, mời em Huỳnh. Không biết gì luôn. Cao thủ đây. Suy rồi. Nghĩ coi chơi sao đó. Rồi anh Cường. Rồi. Dài, tôi biết rồi. Dài nha. Dài. Hồ biến nha, hóa thân nha. Rồi, ngay giây phút này thì Minh Sù xin được tặng cho mỗi người chơi 50 điểm làm vốn. Nha. Xin mời 4 người chơi cùng với tất cả quý vị khán giả bước vào vòng thi đấu thứ nhất với tên gọi Dò Tìm. Xin mời.
Quý vị thân mến, chương trình Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại. Chúng ta sẽ tiến hành vòng thi đấu thứ nhất mang tên gọi là Dò Tìm với hai gói câu hỏi trên đây. Tư duy và kiến thức 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Rồi, vòng này mỗi người lựa chọn một câu, cùng nhau trả lời, lấy điểm. Sau đó chúng ta sẽ loại cao thủ. Rồi, ai chọn? Giơ tay. Cường chọn trước đi. Rồi, mời anh Cường. Kiến thức câu hỏi số 2. Kiến thức câu hỏi số 2 như sau. Núi Hàm Rồng nằm ở tỉnh nào của nước ta? Chúng ta sẽ có 4 gợi ý: A. Hà Giang, B. Kiên Giang, C. Lào Cai và D. Điện Biên. 30 giây trả lời bắt đầu. Thời gian còn lại 3 giây. Hết giờ. Xin mời đáp án của anh Triệu Lộc. Núi Hàm Rồng thì anh nghe cũng quen quen. Thành thử ra là anh chọn đáp án số 2 là khu vực miền Tây. Đó là Kiên Giang. Kiên Giang. Mời chàng trai đẹp trai ngày hôm nay lựa chọn. Anh thì cũng đồng quan điểm với lại Lộc. Thực sự câu này là câu không chắc nên cũng chọn Kiên Giang. Ok. Dạ. May mắn thôi ha. Dạ. Huỳnh thì sao? Em cũng chọn là Kiên Giang. Kiên Giang luôn, ba Kiên Giang rồi. Còn em sao Trâm? Dạ em cũng Giang luôn mà là Hà Giang chứ không phải Kiên Giang. Rồi. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là Lào Cai. Chia buồn với 4 người chơi. Mỗi người bị trừ 5 điểm nha. Xin mời sự lựa chọn thứ hai đến từ Hồ Bích Trâm. Nãy là số 2 kiến thức rồi, thì bây giờ mình sẽ chọn câu 2 tư duy cho nó dễ đi. Ok. Câu hỏi số 2 tư duy sẽ là những câu hỏi về hình ảnh, đuổi hình bắt chữ. Mời 4 người chơi nhìn vào màn hình, cho Minh Sự biết từ khóa này có nghĩa là gì. 30 giây trả lời bắt đầu. Chúng ta còn lại 5 giây. Thời gian đã hết. Xin mời đáp án của Triệu Lộc. Đáp án của anh đó là nghiêng thành đổ nước. Nghiêng thành đổ nước. Ừ. Cái thành nằm đâu anh? Em chỉ có gọi là cảm nhận là cái bình nó nghiêng thì nó sẽ đổ nước. Thì mình suy nghĩ tới cái đáp án là nghiêng thành đổ nước. Vậy dạ, thôi. Hợp lý. Thôi mình nghĩ cái gì mình trả lời cái đó. Mình nghĩ gì mình trả lời đó. Huỳnh sao em? Cái bình to rồi cái bình ở trên nữa. Mà nó nằm ở trên cái cổ ở trên á. Thì em ghi là bình cổ thôi. Bình cổ, cũng hợp lý ha. Anh Cường, anh chọn gì? Anh không chọn gì luôn. Trời, đáp án trống hả? Để trống. Vâng, vâng. Nhưng mà anh có phân tích được gì không với lập luận của các bạn? Đầu tiên thì tính là để là nồi đất nấu ếch. Nhưng mà điều là nó xa lạ quá à. Tại mọi người suy nghĩ bị cao xa rồi. Mình đừng nghĩ xa xôi và mình tập trung vào hai cái tấm hình cho nó thôi. Thì đầu tiên là em nhìn thấy cái ấm. Và ở dưới bắt đầu em cũng giống như anh Lộc là em nghĩ là cái bình. Nhưng mà em nhìn lại là ở trên đây nó có một cái bông hoa và ở dưới đây nó có một bông hoa. Thì em mới nghĩ cái này nó giống một cái váy. Váy là gì? Váy đầm. Đầm, đầm ấm. Đầm ấm là một đáp án chính xác, chúc mừng Hồ Bích Trâm. Hay quá. Không thể nào có thể nghĩ ra được cái đầm đúng ấm. Kinh nghiệm mà. Bây giờ em phải hỏi ngược lại nè. Không thể nào mà không nghĩ ra đây là đầm ấm. Cái này nó quá dễ đi. Thôi, nói gì nói, Trâm, em được 10 điểm nha, chúc mừng. Dạ, đúng rồi, được 10 điểm. Ba người chơi còn lại bị trừ 5 điểm. Rồi, bây giờ mời Huỳnh lựa chọn câu hỏi tiếp theo. Em chọn số 6 đi. Kiến thức đi. Câu hỏi kiến thức số 6 với sự lựa chọn của Như Huỳnh như sau. Nhà thơ thời Đường được nhắc đến trong di chúc của Bác Hồ là ai? Chúng ta sẽ có 4 gợi ý: A. Lý Bạch, B. Đỗ Phủ, C. Bạch Cư Dị và D. Vương Duy. 30 giây trả lời bắt đầu. Ba, hai, một. Hết giờ. Xin mời đáp án của anh Vũ Mạnh Cường. Cường thì Cường nghĩ đó là Đỗ Phủ. Có hai đáp án lựa chọn đó là Lý Bạch và Đỗ Phủ. Tuy nhiên là Đỗ Phủ thì có vẻ quen hơn. Ghi nhận đáp án. Hồ Bích Trâm. Thật ra thì cái câu hỏi này nó không nằm trong kiến thức của mình. Mình quên mất tiêu rồi. Cho nên em quyết định là chọn Vương Duy ạ. Vương Duy. Chốt đáp án luôn. Anh Triệu Lộc đang còn phân vân lắm. Không, anh chọn rồi. Và đáp án của anh là? Anh chọn đáp án số 3 là Bạch Cư Dị. Còn Huỳnh thì sao? Em chọn theo cảm tính. Cảm tính. Đó là? Số 3. Số 3 là Bạch Cư Dị. Chúng ta có một Đỗ Phủ, hai Bạch Cư Dị và một là Vương Duy. Và đáp án của chương trình Lý Bạch không ai chọn cả. Đây là một đáp án không chính xác.
Và ba phương án còn lại chắc chắn ở đây sẽ có người đúng. Yeah. Đúng được 30, sai bị trừ 15 điểm. Xin được chúc mừng cho đáp án. Trong bản di chúc của bác có viết câu như sau: ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Đường và có câu rằng nhân sinh thất thập cổ lai hy. Xin được chúc mừng cho Đỗ Phủ. Anh Vũ Minh Cường có 30 điểm. Wow, chúc mừng anh. Em hiểu rồi nha. Hồi trước nha, mình là học sinh giỏi văn toàn quốc nha. Nhưng mà nghĩ lại cái sự lập luận của anh Cường khá là hợp lý đó chứ. Tại vì ảnh có kiến thức của riêng mình về văn học. Và đặc biệt là ảnh cũng đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình mà. Mà xui cho anh biết sao không? Tại vì chương trình này nó ngộ nghĩnh lắm anh. Có mình đúng, ba người sai, tự nhiên cái mình bị nghi. Thế bây giờ xin mời anh Triệu Lộc. Anh chọn câu số 5, tư duy. Câu hỏi số 5, tư duy sẽ là một câu hỏi cần tìm ra điểm logic của bức hình thách đố của chương trình. Xin mời mọi người nhìn vào màn hình máy tính, cho Minh Sù biết dấu chấm hỏi là con số nào. 30 giây bắt đầu. Chúng ta còn lại 3 giây. Hết giờ. Xin mời đáp án của Hồ Bích Trâm. Đáp án của em là 5 mà. Vì sao ạ? Em đoán thôi, em vẫn chưa giải ra được bài này rồi. Đồng ý. Như Huỳnh sao? Em chọn số 2. Vì sao? Em nhìn số 10 với số 8, số 13 với số 11 cách nhau 2. Rồi 15 với 17 thì 4, thì em nghĩ là nó sẽ cách nhau 2, thì có thể là số 2 hoặc là số 6, thì em chọn số 2. Cũng là một cái logic của riêng em. Còn anh Cường sao ạ? Anh cũng theo lập luận của Quỳnh luôn, nhưng mà anh chọn là số 6. Vì sao ạ? Cũng là cách 2, 4, 6, 8, 10 kiểu vậy. Còn 11, 13, 15, 17 nên anh chọn số 6. Vậy là anh hợp lý rồi. Anh Triệu Lộc thì sao? Anh cũng chọn đáp án số 6. Vì anh thấy số 4 và số 10 cách nhau 6 số, và số 11, số 17 cách nhau cũng 6. Và suy ra thì 15 cách 8 là 7, cho nên là lấy 13 trừ đi 7 là còn lại 6. Cách mà tìm cái điểm logic ở đây của anh thì nó hơi khó hơn ha. Và đáp án của chương trình thì chỉ có một phương án tìm thấy điểm logic trong bài toán này mà thôi. Đó chính là, mọi người hãy nhìn giúp Minh Sù nhé. Mình sẽ lựa chọn phương án là hai con số đối xứng với nhau ở trong 8 mảnh ghép ở đây. Hai con số đối xứng cộng lại sẽ bằng 21. Chỉ cần như vậy thôi. Và con số ở dấu chấm hỏi đó chính là số 6. Chúc mừng Vũ Minh Cường và Triệu Lộc, hoàn toàn chính xác. Anh Lộc là hơn, anh Cường thì phân tích theo cách riêng của anh, không biết làm sao anh tính được 6 thì cũng là may mắn luôn. Cộng cho anh Cường với là anh Lộc là mọi người 30 điểm nha. Hai cô gái bị trừ 15 điểm mỗi người đó. Bây giờ sẽ là thời khắc vô cùng quan trọng. Tôi sẽ ngồi sẵn ở chiếc ghế bên này để chờ. Ai sẽ là người bị loại đây? Đầu tiên, xin mời các thành viên ở đây, chúng ta sẽ đưa ra cái lập luận của mình, nghi ngờ ai và tìm đồng minh để loại trừ đúng cao thủ biết thuốc. Xin mời. Em nghi anh Vũ Mạnh Cường. Tại vì bây giờ anh trả lời đúng hai câu và đã vượt số điểm quá cao rồi. Còn cao thủ biết thuốc thì không thể nào mà diễn là tôi trả lời sai để mà tuột lút hết số điểm của mình đến như vậy. Cho nên anh Vũ Mạnh Cường là cái người mà em nghi ngờ đầu tiên. Và người thứ hai em nghi là anh Lộc. Dạ. Yeah. Nhưng mà em đang vẫn hướng về anh Cường nhiều hơn. Bạn đó đang nghi theo kiểu là người nào lớn điểm nhất thì nghi. Những lần trước em qua cũng có chút kinh nghiệm á, thì cái người cao điểm nhất em vẫn nghi nhất à. Vâng, rồi. Cái đó là lập luận riêng cá nhân của Trâm thôi. Anh được quyền phản biện mà, mời anh. Cường thì Cường nghĩ rằng là không phải là do là Trâm nghi Cường, mà Cường nghĩ rằng là Trâm là cao thủ. Mà tại vì ngay từ cái thời khắc mà Trâm mở cái phong bì ra là Trâm đã có một cái nét gì đó rất là cao thủ rồi. Rồi, chẳng hạn như là Lộc cũng chung điểm hay là cũng có thể suy luận. Chỉ có cái câu mà đầm ấm của Trâm á, thì rõ ràng là chỉ có thể là biết câu trả lời trước thì mới có làm được vậy thôi. Cường rất là mong Huỳnh sẽ cùng với Cường loại Trâm. Nhưng Huỳnh có đồng ý hay không là vấn đề, đúng không? Mời Huỳnh đưa ra quan điểm cá nhân. Ở đây là Huỳnh cũng nghi anh Cường và cũng nghi Trâm. Nhưng mà kiến thức hồi nãy thì anh Cường là Huỳnh nghĩ là trong cái phạm vi của anh Cường, nhưng chỉ có nghi là Trâm. Có nhiều khi là cái câu đó nó móc chốt thì Trâm nghĩ sẽ trả lời đúng, còn mấy câu sau Trâm thả để cho không đúng, để đánh lừa mọi người. Thì em cũng đồng quan điểm với anh. Anh cũng vậy luôn. Yeah. Được thôi, mình thoải mái đó mà. Anh Lộc sao nè? Cái người mà tôi nghi ngờ nhất đó chính là anh Vũ Mạnh Cường. Yeah. Bởi vì tôi là người cuối cùng chọn câu hỏi.
Tôi cố tình chọn một câu hỏi khó. Đúng. Để cao thủ phải lộ diện. À, và anh Vũ Mạnh Cường đã mắc bẫy của tôi. Đó, và câu hỏi vừa rồi là tôi hên thôi. Trước tôi một câu là câu số 6, cũng rất là khó mà anh cũng trả lời đúng luôn. Thì à, theo tôi, đây là cao thủ. Tiếp nhận thông tin này, liệu anh có phải là cao thủ hay không? Ừ, một dấu chấm hỏi nữa. Hết thời gian. Rồi. Chúng ta đã có một cuộc tranh luận mà mình dù nghĩ rằng là rất là vui. Nhưng mà phải lựa chọn cho đúng là cao thủ nè. Xin mời bốn người chơi nhắm mắt và hãy suy nghĩ một lần nữa, đâu là cao thủ biết tuốt để mình loại trừ. Xin mời cô gái hồn nhiên ngây thơ trong sáng ngày hôm nay Như Huỳnh mở mắt, và hãy lựa chọn theo cảm giác thôi. Nghi ngờ ai là cao thủ? Loại. Chỉ đưa tay thôi. Ok, rồi được rồi. Cảm ơn em. Nhắm mắt. Mời Triệu Lộc hãy đưa tay với nhân vật anh nghĩ đó là cao thủ và muốn loại. Cảm ơn anh. Mời anh Vũ Minh Cường mở mắt, đưa tay thôi anh. Cảm ơn anh. Mời Hồ Bích Trâm. Cảm ơn Trâm. Mời bốn người chơi mở mắt. Rất tiếc ngày hôm nay không ai bị loại trong vòng thi đấu thứ nhất cả. Chúc mừng. Nhưng mà vòng thứ hai phải loại hai lượt nha. Mỗi lượt loại một người. Nếu như lượt hai bình chọn giống như lượt một ở đây thì ban tổ chức sẽ loại luôn hai người nhận được hai phiếu đó luôn. Để hai người còn lại an toàn bước vào vòng 3 của chương trình. Vòng 2 với tên gọi Định Vị, xin mời. Quý vị thân mến, Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu thứ hai thôi với tên gọi là Định Vị. Vòng này thì chúng ta chỉ thống nhất lựa chọn một câu cùng nhau trả lời. Sau một câu này chúng ta sẽ loại hai người cùng một lúc. Xin mời mọi người thống nhất đi ạ. Rồi bây giờ biểu quyết nè, ai chọn kiến thức giơ tay. Dạ. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ kiến thức dễ hay khó? Kiến thức khó giơ tay. Câu số 3 đi, câu số 3. Số 3 là dễ. Rồi thôi chốt câu số 3 kiến thức dễ. Câu hỏi kiến thức số 3 vô cùng đơn giản như sau. Trong bộ môn võ thuật Taekwondo, cấp đai cao nhất có màu gì? Chúng ta sẽ có 4 gợi ý. A màu đen, B màu xanh, C màu trắng và D màu đỏ. Quá dễ, 30 giây bắt đầu. Câu này mà người trả lời sai tôi mới nghi cao thủ nè. Và thời gian đã hết. Xin mời đáp án của người trả lời nhanh nhất, Hồ Bích Trâm. Dạ, thưa anh, trong bộ môn võ Taekwondo, cấp đai cao nhất đó chính là màu đen. Màu đen, anh Triệu Lộc. Ngày xưa anh học võ 10 năm, ừ. Màu đen. Màu đen luôn. Anh Vũ Minh Cường. Màu đen. Màu đen luôn. Huỳnh ơi, em không biết, em liếc đại em không biết. Đó là? Thì em cũng nhớ là màu trắng với màu đen thôi. Nên em chọn màu tối thui. Màu đen. Dạ, hên quá xui. Đó là một đáp án chính xác, chúc mừng. Cảm ơn và chúc mừng bốn người chơi. Mọi người nhận được 10 điểm nhá. Câu này là dễ. Hệ phái Taekwondo thì có 9 trình độ với 8 cấp và 7 màu đai. Từ trắng là cấp 8, vàng là cấp 7, xanh dương cấp 6 và 5, nâu là cấp 4 và 3, đỏ là cấp 2 và 1. Và đai cao nhất đó chính là đai đen, huyền đai. Và hết câu hỏi, lập luận tiếp và loại tiếp. Xin mời bốn người chơi. Có một cái điều mà mọi người không biết được, anh Vũ Mạnh Cường là người trả lời cuối cùng. Ha ha. Giờ mình không biết rằng là mình trả lời sai hay là đúng đây, nhưng mà cổ châm này nè, cái cổ này nè, cổ nói là ai trả lời sai người đó là cao thủ. Thành ra là phải trả lời đúng thôi. Với lại ví dụ như bây giờ cái câu này người là cao thủ đi, người ta đang nhiều điểm, người ta có trả lời sai đi chăng nữa điểm của người ta cũng không trừ bao nhiêu trơn. Nhưng mà lỡ một câu của châm nói thôi mà bắt buộc phải trả lời đúng, được cộng 10 điểm nữa. Khả năng là anh Vũ Mạnh Cường vẫn là cao thủ cao lắm. Cường thì Cường nghĩ vậy nè, đầu tiên á là Cường nghi là châm. Tuy nhiên là ở trong thì có vẻ là hơi trung dung hơn là Lộc. Lộc thì cứ sao cứ nhắm vào đây hoài luôn á. Trong cái đó ví dụ Quỳnh đi, Quỳnh không có phân vân là người này người kia thì Quỳnh cũng không có căng thẳng là phải nhắm qua đối tượng đó, mà Lộc cứ nhắm qua mình hoài. Hay là Lộc là cao thủ ta? Bây giờ mình chuyển qua chị Quỳnh đi. Bây giờ trả lời không được cũng loại nữa. Thôi đừng có loại, mình không phải là cao thủ mà loại không chịu loại cao thủ đi. Rồi xong, đó thấy chưa? Tôi đứng đây tôi cũng không biết các anh, các chị, các em là ai. Nhưng mà vấn đề Minh Xù thấy là mọi người đang chơi rất quyết liệt. Minh Xù rất thích cái điều này. Rồi, thời gian thảo luận đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ nhắm mắt một lần nữa.
chúng ta sẽ tiếp tục loại cao thủ biết tuốt. Nếu như lượt này hai người nhận được hai sự bình chọn như nhau thì không cần biết cao thủ nằm ở đâu, loại hết hai người. Xin mời anh Triệu Lộc mở mắt, đưa tay về nhân vật anh nghĩ đó là cao thủ. Cảm ơn anh. Mời anh Vũ Mạnh Cường. Cảm ơn anh. Mời Hồ Bích Trâm. Cảm ơn Trâm. Mời Như Huỳnh. Cảm ơn em. Mời bốn người chơi mở mắt. Không cần phải nói gì cả, một người đã bị loại, đó chính là anh Vũ Mạnh Cường. Kết thúc quay về không. Anh về đây ngồi với em luôn, quá đây. Tiếp nè, xin mời ba người chơi còn lại tiếp tục nhắm mắt. Mời Hồ Bích Trâm. Cảm ơn. Mời Như Huỳnh. Đưa tay giùm anh thôi. Cảm ơn. Hết rồi. Mời Triệu Lộc. Anh chỉ tôi chứ gì. Mời ba người chơi mở mắt. Vâng. Hay lắm. Đúng rồi. Anh bị loại rồi. Anh không phải là cao thủ. Và cái người điều mà cao thủ á là người ta sẽ lộ ra liền. Quý vị thân mến, vòng thứ 3 với tên gọi lộ diện bắt đầu. Vòng cuối rồi, lộ diện, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu nữa và tìm điểm số cao nhất thôi, không có loại gì hết nữa. Xin mời. Chị chọn câu nào chị? Trâm tính sao? Bây giờ là câu ngon hai chị em mình à, thôi chọn số 6 tư duy đi. Được không? Câu hỏi số 6 tư duy như sau, mời hai người chơi nhìn vào màn hình máy tính và trả lời từ khóa này có nghĩa là gì? 30 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, xin mời đáp án của Hồ Bích Trâm. Lúc đầu em nghĩ mấy cái này là cái gì thì em thấy nó sọc sọc, nó là đậu, đậu là lạc, là cái cần câu nè. À, lạc này đi bộ nữa là em nói là câu lạc bộ. Câu lạc bộ. Như Huỳnh, em lựa chọn gì? Em chưa kịp mấy đáp án. Đáp án trắng đúng không? Nhưng mà bây giờ phân tích gì nữa, Trâm phân tích hoàn toàn chính xác rồi. Đáp án chính xác của chương trình là câu lạc bộ, chúc mừng. Cái này em biết mà. Trâm nhận được 30 điểm nữa cho mình, còn Huỳnh bị trừ 15 điểm hen. Bây giờ thì chúng ta sẽ biết được người nào có điểm số cao nhất và giành chiến thắng 10 triệu đồng ngày hôm nay trước nhé. Còn thân phận là ai? Hồi sau sẽ rõ. Ánh sáng tắt. Và ánh sáng dừng lại ở vị trí nào, người đó sẽ là người chiến thắng. Ba, hai, một, dừng. Oh. Chúc mừng Hồ Bích Trâm. Em lại. Em là cao thủ biết tuốt à? Đó, thấy chưa? Biết thấy chưa? Xin được chúc mừng cho cao thủ biết tuốt Hồ Bích Trâm 115 điểm. Chúc mừng. Rồi, mời hai anh về vị trí của mình. Từ đầu là em có nghi rồi á không? Thật sự mà nói là Hồ Bích Trâm có, ngoài cái chuyện may mắn thì cô cũng có khả năng lập luận rất là tốt. Chính xác, chính xác. Chúc mừng em chiến thắng với 10 triệu đồng. Thế nhưng ba người chơi còn lại mỗi người về không hết. Nhưng Huỳnh, em đã lọt vào vòng thứ 3 của chương trình, cho nên là em sẽ về nhì với 5 triệu đồng, chúc mừng. Yeah. Huỳnh, em là ai? Em là Phong Tỏa. Phong Tỏa. Ờ, rốt cuộc mình không có điểm để Phong Tỏa hen. Anh Lộc, anh là ai? Anh là người hoán đổi. Anh hoán đổi vị trí của ai? Của anh Vũ Mạnh Cường. À. Vậy thì anh Cường, anh là? Chuyên gia dịch chuyển. Vậy thì khi mà anh hoán đổi được thân phận của anh Cường rồi thì anh biến thành chuyên gia dịch chuyển. Mà ở vòng này thì cũng đâu dịch chuyển được gì đâu. Anh đã bị loại rồi, đúng không? Bây giờ anh về thứ ba với anh Cường, mỗi người nhận được 2 triệu. Anh chúc mừng hai anh nè. Vâng. Cảm ơn sự hồn nhiên, ngây thơ, dễ thương, có cá tính, có quyết liệt và đặc biệt là rất là xả thân để có thể bảo vệ cái quyền năng của mình chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng Hồ Bích Trâm 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta phải khép lại chương trình tuần này ở đây với rất nhiều tiếng cười, rất nhiều cảm xúc và hoàn toàn thú vị với bốn người chơi tuần này. Xin được cảm ơn mọi người, chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công và tuyệt vời trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người. Còn Minh Xu xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Truy tìm cao thủ do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
Thấy rồi. Mà lần đầu tiên chơi thì thấy cái này xong thấy sao? Hào hứng. Hay quá. Dạ. Ồ, cái nét này rất là sinh động luôn á.